Nhìn bên ngoài thì sơ qua con HWQ600A sau A mới của Samsung 2021 có giá bán 7.890.000 so với cả HWQ60T của 2020 với giá bán khoảng 5.490.000 thì nó rất là giống nhau. Vậy hai cái mã hàng này có những cái khác nhau như thế nào và mã nào cho chất lượng âm thanh nghe hay hơn, thì trong clip ngày hôm nay em sẽ quay so sánh để các bác cùng tham khảo về dòng loa thanh loa sau 3 của Samsung 2020 và 2021 các bác nhé. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe đăng ký kênh để theo dõi các clip em quay so sánh cũng như review các dòng loa bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Chào các bác. Nếu các bác đã theo dõi kênh em từ lâu thì các bác cũng rất là quen với cả khái niệm loa sau 3 hay còn gọi là loa thanh rồi. Đây là những dòng loa để các bác sử dụng kết hợp với cả TV, nghe chất lượng âm thanh nó sống động, nó to rõ hơn cũng như là đảm bảo cái độ bền cho loa TV của nhà các bác. Nếu các bác chỉ sử dụng TV không thôi, các bác nghe mỗi loa TV thôi thì nó sẽ không chân thực. Ngoài ra thì theo thời gian, do là cái thói quen sử dụng của mỗi thành viên trong gia đình là khác nhau. Người thì cho to hết cỡ, người thì cho to mức trung bình, hoặc người chỉ nghe 30% thôi, thì cái loa nó sẽ bị rè và ảnh hưởng rất là lớn đến cái tuổi thọ của TV nha các bác. Việc mua kèm loa sau 3 thì nó sẽ giúp cho cái quá trình trải nghiệm của các bác nó chân thực và sống động hơn rất là nhiều. 2019 có Q70R, 2020 có Q70T, và mẫu của năm 2021 là Q700A thì nghe có vẻ cái mẫu 700A là thay thế cho hai cái mẫu đó. Tuy nhiên năm 2021 thì từ Q600A đã có chất lượng âm thanh tương tự như Q70R với Q70T của năm 2020 rồi. Đây là cái clip em quay để so sánh với các bác con Q600A của 2020 và mẫu theo hướng tay chỉ của em đây là Q60T của năm 2020, một mẫu 2020 và một mẫu 2021 các bác nhé. Tại sao em lại so sánh, em lại bảo rằng con Q70R của 2019, Q70T của 2020 và Q600A của 2021 là có chất lượng âm thanh như nhau? Đó chính là cái khái niệm âm thanh chu 3.1.2 kênh này. Cái khái niệm chu 3.1.2 kênh này thì đơn giản là như thế này. Tức là sao, nó sẽ có bao gồm có 3 loa. 3 loa tích hợp ở trên thân của cái thằng loa thanh này. Và có một trầm, chấm 1 là một trầm, một loa siêu trầm. Và thêm nó là chấm 2 thì đó là hai loa được tích hợp ở phía trên mặt loa trên, có cái tác dụng là đánh âm thanh trầm, điều hướng âm thanh lên phía trên, tạo ra cái âm thanh vòm sống động. Vòm là gì? Vòm là bao gồm phía ngang, phía trên và cả âm thanh siêu trầm. Thì cái chất lượng âm thanh của thằng Q70R, Q70T và Q600A thì đều có cái âm thanh chu 3.1.2 kênh này. Còn đối với Q60T của năm 2020 thì thằng này thì chưa có âm thanh chu 3.1.2 mà nó chỉ là dòng loa giả lập 5.1, âm thanh dạp chiếu phim đơn thuần thôi. Cái khái niệm âm thanh 3.1.2 thì đó còn gọi là nó tích hợp thêm cả chuẩn âm thanh Dolby Atmos. Cái chuẩn âm thanh Dolby Atmos này là chuẩn cao hơn so với cả chuẩn âm thanh 5.1. Đấy, thì chuẩn âm thanh 5.1 thì loa 5.1 như trên con Q60T mà em vừa quay ạ, thì nó đã cho các bác cái hiệu ứng âm thanh vòm, giả lập âm thanh vòm giống như trong rạp chiếu phim rồi. Còn cái chuẩn Dolby Atmos chu 3.1.2 này thì nó sẽ cho thêm hệ thống loa đánh trần, nó mang âm thanh 3D sống động và chân thực hơn nhiều lần so với cả âm thanh 5.1. Thế thì cùng là một mẫu, có cái đầu là Q6, tuy nhiên Q600A của 2021 so với cả Q60T của 2020 thì dòng này nó sẽ cho chất lượng âm thanh nó sống động hơn, hay hơn. Nên là thời điểm này các bác đi mua thì các bác nên lưu ý về vấn đề lựa chọn loa, tránh trường hợp là các bác đi mua thì các bạn sẽ tư vấn các bác lấy Q60T thay vì mua Q600A. Mặc dù nó chênh nhau khoảng 1 đến 2 triệu thôi, nhưng thời điểm này các bác nên mua con Q600A này, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, dòng chuẩn đã có chuẩn Dolby Atmos công suất 360,
có tích hợp tính năng QSFILI. Này là cái tính năng các bác có thể kết nối đồng bộ loa con Q600A này với TV QLED của 2020 hoặc tất cả những dòng TV 4K của Samsung trong năm 2021 là đã có QSFILI rồi. Đấy, thì cảm ơn các bác đã theo dõi mình clip so sánh rất là nhanh ngày hôm nay.